Đội tuyển nữ Mỹ sẽ đối đầu đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 22 tháng 7 tại sân Eden Park. Hàng nghìn cổ động viên đội tuyển nữ Mỹ đã xuất hiện ở khắp các đường phố TP, Auckland từ nhiều ngày qua. Họ mang theo cờ, quần áo với ba màu xanh, đỏ, trắng quen thuộc. Đoàn người đi cùng nhau ca hát, khuấy động không khí tại New Zealand. Thậm chí, nhiều cổ động viên Mỹ còn kéo vào xem trận đấu khai mạc giữa nước chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Na Uy. David Chit, một cổ động viên đến từ Laguna Hill, California, chia sẻ về hành trình của mình. Chúng tôi đã ca hát, nhảy múa suốt chặng đường này. Bạn không thể không đến cổ vũ cho các cô gái của nước bạn được. Bạn chỉ sống một lần trên đời. Trong số những cổ động viên Mỹ đến New Zealand, khoảng 9.000 người đã tập hợp trong một cộng đồng Facebook do Kristen Pariso làm trưởng nhóm. Những cổ động viên này đã lên kế hoạch cho việc gặp gỡ, động viên và sẵn sàng tiếp tế cho các cầu thủ sau trận đấu. Ngoài ra, họ cũng giúp nhau giải đáp các thắc mắc về địa điểm du lịch tại New Zealand, tổ chức các buổi tiệc ăn uống, vui chơi nhằm tăng sự đoàn kết. Kristen Pariso phân tích chia sẻ, mọi người hỏi, có ai khác sẽ đi không? Cách đây rất lâu khi chúng tôi tổ chức và lập kế hoạch. Vì vậy, tôi đã bắt đầu kế hoạch. Sau đó, mọi thứ đã phát triển theo cấp số nhân vào tháng trước. Giờ đây, ở New Zealand, các cô gái của chúng tôi sắp được cổ vũ bởi hơn 20.000 người. Nó chẳng khác nào sân nhà của chúng tôi cả. Cổ động viên Mỹ vào xem trận đấu khai màn World Cup nữ 2023 của nước chủ nhà New Zealand 1 NEWS. Đội tuyển nữ Mỹ luôn là niềm tự hào của thể thao nước này.